Rồi thì bây giờ tới cái form mà thêm hoặc là bất kỳ một cái form nào đăng ký hay là quên mật khẩu hay là đăng nhập thì các bạn nên kiểm tra dữ liệu trên form trước trước khi các bạn submit. Thì các bạn chỉ cần sử dụng JavaScript cơ bản để mình bẩy cái form là ok. Thì đối với cái form mà thêm sản phẩm này á, thì một số cái input mà bắt buộc mình phải có dữ liệu thì các bạn phải kiểm tra ha, chứ không phải là tất cả các input mình kiểm tra hết thì không có thời gian và mất thời gian của mình. Thì trong cái form sản phẩm này các bạn thấy là cái danh mục này nè, bắt buộc mình phải chọn, nghĩa là cái này mình phải kiểm tra coi người ta chọn hay chưa. Rồi cái tên sản phẩm cũng bắt buộc phải có tên, cái hình ảnh này phải có thì mới cho add ha. Rồi cái giá này cũng phải có mới cho add, còn hai cái này không cần thì mình không cần kiểm tra. Nghĩa là ngay cái form này mình có 1, 2, 3, 4, 4 cái mình cần kiểm tra ha. Thì mình thực hiện JavaScript cơ bản như thế nào? Thì mời các bạn theo dõi phần hướng dẫn chi tiết ngay sau đây. Rồi các bạn mở cái form lên, cái form add lên. Rồi đối với cái form add này á, thì ngay cái chỗ submit này nè các bạn. Các bạn sẽ tạo một sự kiện là on click. Rồi, on click này thì các bạn sẽ đặt một cái hàm để kiểm tra cái dữ liệu trên form này. Nhưng mà các bạn nhớ là ngay chỗ này nè, các bạn phải có chữ return. Tức là nếu mà nó kiểm tra mà trả về sai á, thì mình vẫn ở lại cái form này. Nếu nó trả lời đúng thì nó sẽ chạy tới cái action của cái form ha. Cho nên bắt buộc phải có chữ return ngay đây. Và đây là một cái hàm trong JavaScript. Sau đó là một cái hàm trong JavaScript ha. Ví dụ mình để là kiểm tra form. Đó, kiểm tra form. Rồi, cái hàm thì phải có dấu ngoặc tròn. Rồi, ok. Bây giờ thì cái JavaScript của mình để đâu cũng được ha. Trên, dưới, trái, phải gì cũng được. Rồi, mình sẽ để ở phía dưới này luôn để cho dễ theo dõi. Còn không thì mình có thể là dẫn đến một cái file JS nào đó nằm bên ngoài. Và nó phải nằm sau những cái input để nó thấy ha, để nó thấy những cái ID mà mình cần kiểm tra. Rồi mình để đây ha, JavaScript Script. Rồi mình viết đây. Thì đương nhiên là ở đây mình phải có function ha. Function cái tên của mình là kiểm tra form. Rồi đó, mình đã function rồi á, thì cái đoạn script này mà đặt đâu cũng được, nhưng mà đặt gần cái form cho dễ nhìn chứ không gì hết. Rồi, ngay khi kiểm tra form này á, thì mình sẽ làm cái gì? Trước tiên á, trên form á, các bạn phải kiểm tra lại coi những cái element của mình cần kiểm tra á, nó đã có ID chưa? Ví dụ như cái này có ID rồi nè. Cái select này có ID rồi, select danh mục á. Ha, cái tên sản phẩm của mình có ID chưa? Có luôn, ID là name luôn. Rồi, cái giá này có ID luôn, ID là name luôn. Rồi, cái IMG này có ID luôn. Rồi, mình đủ các cái input để kiểm tra rồi. Trước tiên thì mình kiểm tra thử cái select này có chọn hay không, tức là nó có lớn hơn bằng không hay không. Nếu bằng không thì nó chưa chọn ha. Rồi để đọc được cái ID thì quá dễ ở trong JavaScript rồi ha. Các bạn chỉ cần khai báo là va ID danh mục bằng đó document đó chấm get element by ID. Đơn giản nhất là mình làm như thế này ha. Rồi mình đưa cái ID của mình vô ID danh mục. Đó, tức là cái này nè các bạn. Cái này nè. Cái này nè. Hả? Rồi, ok. Mình chỉ cần tới đây thôi. Mình truy xuất tới đối tượng thôi ha. Còn khi mình kiểm tra đó, tại vì mình kiểm tra giá trị nè, rồi xong cái mình cũng phải forecast lại đúng cái đối tượng đó để cho người ta biết là mình đang cảnh báo cái gì. Thì mình chỉ cần khai báo một cái biến để truy xuất đúng đối tượng đó, rồi sau đó mình mới so sánh. Thì mình so sánh liền nè, nếu mà cái ID danh mục này á, chấm value tức là đây là một cái input, đây là một cái select thì mình sẽ chấm value ha. Rồi nó có bằng hoặc là nó có khác rộng hay là nó có lớn hơn bằng không hay không. À, nó lớn hơn không hay không, nếu nó lớn hơn không thì sao, thì mình trả về true, nghĩa là nó thỏa điều kiện ha. Còn bây giờ mình muốn cho nó dừng lại thì nó phải là bằng không. Đó, nếu mà cái value là bằng không thì mình return nó là false. Nó phải trả về bằng false.
Mặc định thì nó retain bằng true ha, tức là sau khi nó thực hiện hết các điều kiện này á, thì đây là retain true nè. Mình không retain tức là nó retain true, nhưng mà để retain true cho mình dễ hình dung. Rồi, sau khi mình trả retain false nghĩa là mình phải cho người ta dừng lại. Dừng lại ngay cái đối tượng mà mình nói là cần phải có dữ liệu ha, cần phải thao tác lên đó. Thì lúc này mình sẽ là id danh mục chấm forget. Đây là cái hàm của Savarit, là nó forget đúng cái đối tượng đó và mình trả về phone và đứng ngay vị trí đó, nó không đi tiếp nữa ha. Rồi mình coi cái form này thử cái đúng chưa, đúng thì bắt đầu mình mới làm tiếp những cái element khác ha. Rồi ngay chỗ này mình đây lết vô thêm sản phẩm, bây giờ nè không chọn gì hết nè, nhấn nè, đó nó forget ngay chỗ này nè, đứng lại cho mình á. Còn ví dụ như mình là mình chọn xong nè, rồi mình thêm nè, nó chạy đi ha. Thì cái này nó chưa có, cái này chưa có, cái này chưa có mà chạy đi cái gì đó, thì lúc này là cái danh sách sản phẩm mình nó ra trống nè các bạn, nó sai ha. Rồi thì bây giờ mình kiểm tra hết tất cả các cái element trên cái form này luôn. Rồi tương tự như vậy, các bạn chỉ cần là chọn nguyên cái này, còn trên C các bạn dán xuống 2 3 4. Rồi sau cái ID danh mục thì nó sẽ tới tên sản phẩm, tên sản phẩm thì cái ID của nó là name, thì các bạn copy cái name rồi xong các bạn thay thế vô đây nè, name nè, name nè, name nè, name nè, nghĩa là ngay chỗ này nè, nếu nó bằng rỗng cái input mà test á, thì nếu nó bằng rỗng nha. Rồi sau đó thì tới cái gì ạ, name xong thì tới cái array, cái array nếu mà bằng không hoặc là bằng rỗng ha. Rồi array nè, array nè, nếu mà nó bằng không hoặc là bằng rỗng, hoặc tức là mình có hai cái điều kiện trong cái if. Rồi hoặc trong Savarit nó là dấu đứng này nè, à, hoặc bằng rỗng, tức là không nhập gì hết bằng rỗng, còn ta nhập bằng không là không được, ta nhập âm mà là không được ha. Rồi nếu mà ta nhập âm thì sao ạ? Thì cái này mình để là nhỏ hơn bằng không, không cho nhập âm đó. Nếu mà nhỏ hơn bằng không thì mình báo sai, nếu không nhập gì hết mình báo sai ha. Cho nên cái này là right, copy thì cố gắng là thay thế giá trị cho nó đúng ha, còn không thay thế là mệt á. Rồi ok, cái phần giá xong rồi, cuối cùng là phần gì ạ? Phần giá xong rồi tới phần phần hình trước mới tới phần giá. Rồi phần hình, phần hình thì mình copy này đem lên ha, giá cuối. Rồi rồi bây giờ tới cái phần hình ảnh thì mình cũng lấy value luôn ha. Rồi image, rồi mình đã lấy email, thì bây giờ cái phần email này nè mình mà bằng rỗng tức là nó không có gì hết thì mình cũng báo luôn. Rồi giá nhỏ bằng không hoặc là bằng rỗng báo luôn. Rồi bây giờ mình phải có một cái chữ cảnh báo lên, thì ví dụ như là ngay cái chỗ này trước khi forget nè, mình cho nó một chữ cảnh báo lên, ví dụ như là alert đi. Rồi đưa cái chữ ra, ví dụ như mình là bạn phải chọn danh mục đấy, tương tự như vậy cho mấy cái kia, bạn phải nhập tên rồi bạn phải chọn hình ảnh. Rồi, bây giờ thì bạn phải nhập giá. Đó. Nhập giá lớn hơn không? Giá là số nguyên dương. Nếu ví dụ vậy, tiền Việt Nam, ví dụ như vậy ha. Rồi, bây giờ mình check lại thử nè. Quản lý sản phẩm, thêm sản phẩm, bấm cái bạn phải chọn danh mục đúng nè, bấm cái bạn phải nhập tên đúng nè, bấm cái bạn phải chọn hình ảnh đó, thì bây giờ mình chọn hình ảnh thôi. Cà phê đá, cà phê đá, cà phê đen đá, cầm trên C
dán vô đây lại, rồi bấm cái bạn phải nhập giá là số nguyên dương, rồi nhập vô 28.000, rồi thêm ok ha. Rồi quản lý sản phẩm đây, nó thêm đúng rồi nè. Rồi ok, thì các bạn vừa theo dõi cái phần hướng dẫn check cái form, tức là validate form, tức là mình sẽ xác định là trên cái form đó những cái input nào mà bắt buộc phải có, bắt buộc phải nhập, thì các bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript để các bạn kiểm tra từng cái input một ha, và có cảnh báo và có focus đàng hoàng. Và các bạn nhớ là trong cái phần cảnh báo đó mình sẽ return thành false ha. Và sau tất cả các trường hợp cảnh báo đó thì các bạn phải có return true. Và ở cái sự kiện on click cho cái button của mình á, button submit á, mình phải có chữ là return, sau đó mới gọi tới cái hàm. Các bạn nhớ vậy là ok rồi ha.